Chơi đồng hồ cũ chính hãng. Xin kính chào anh chị em và các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu đến anh chị em và các bạn chiếc đồng hồ dành cho cả hai giới Novel. Đấy, đây là đồng hồ chạy máy quắc viền đính đá, có trang điểm bởi một số họa tiết bên trong. Trên thực tế, đồng hồ có 3 kim và đều có sơn dạ quang. Đấy. Đồng hồ Novel này thì là được sản xuất bởi Accutime Oscor của Hoa Kỳ, trụ sở nhà máy sản xuất đặt tại Hồng Kông. Đây là chiếc có cái model là A107, lắp máy quắc của Seiko Nhật Bản PC21G. Đấy, mình đo cái đường kính cho các bạn nhìn. Đường kính viền tròn là 40, điểm bắt dây xấp xỉ 20. Đấy. Mặt số trắng, viền đính đá, đồng hồ còn mới 99,99%, chưa hề sử dụng. Mình đã vừa bóc cái tem của nó thôi. Đây, đồng hồ của bạn đây. Đấy.